Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 3 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Cây cú Mỹ ra luật Hồng Kông, Bắc Kinh cấm cửa chiến hạm Hoa Kỳ. Vâng, hôm thứ hai vừa qua Tổng thống Mỹ đã đưa ra thông báo về phản ứng của Trung Quốc khi bị ông ký thông qua đạo luật về Hồng Kông. Và điều đó báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải rất nhiều và chia sẻ ở trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh một trong những bài báo vừa đăng tải. Trump, đạo luật Hồng Kông không giúp đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Đây là hình ảnh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng uh, tới bộ dự cuộc họp thường ngày ở Bắc Kinh chụp vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 và trong hình ảnh này các bạn thấy rất rõ rằng phát ngôn của ông uh, được đưa ra sau đó uh, đã được uh, truyền thông quốc tế đăng tải như sau. Tổng thống Donald Trump Hoa Kỳ hôm thứ Hai nói rằng đạo luật ủng hộ những người biểu tình ở Hồng Kông gây khó khăn cho các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc nhưng ông tin rằng Bắc Kinh vẫn muốn đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ và Mỹ cũng cho hay chưa biết đến khi nào thì mới có thỏa thuận cho cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Và điều này dường như làm cho Trung Quốc thêm nóng lòng vì với việc Mỹ đánh thuế rất cao lên hàng hóa Trung Quốc và đã làm đình trệ sản xuất ở nước này cũng như uh, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã tụt giảm nhanh chóng. Và ngày càng có dấu hiệu những công ty công nghệ cao của Trung Quốc với việc bị Mỹ cấm vận bán những loại thiết bị đặc biệt thì cũng sẽ bị ảnh hưởng thị phần trong thời gian tới. Đây là hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình trong một lần gặp ở gần đây. Trao đổi với các phóng viên, ông Trump nói, luật ấy không làm cho nó dễ dàng hơn, nhưng chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra. Ông không ra dấu hiệu nào cho biết khi nào thì thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ được đưa vào chung kết. Trong khi đó, hai quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ hôm thứ Hai bày tỏ hy vọng là vẫn có cơ hội đạt được một thỏa thuận trong năm nay tùy theo hành động của Trung Quốc thì như vậy là với những cái thông tin mà Tổng thống Donald Trump đưa ra thì dường như họ vẫn lững lờ và để mặc cho Trung Quốc có những cái động thái khác nhau và cái việc mà đàm phán thương mại thì chưa chắc rằng Mỹ đã muốn sẽ sớm kết thúc. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bỏ sang Anh để dự hội nghị NATO mặc cho phản ứng tức tối từ Bắc Kinh. Đây là hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông vừa lên đường để dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở London. Washington và Bắc Kinh vẫn chưa ký tắt được một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, được công bố vào tháng 10, trong khi chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bước sang năm thứ nhì với thuế quan được áp đặt lên hàng hóa của nhau, làm rung chuyển cả nền kinh tế toàn cầu. Người Trung Quốc vẫn đàm phán, tôi vui mừng là hai bên đang ở giai đoạn này, ông Trump nói vào lúc ông đang chuẩn bị rời tòa Bạch Ốc để lên đường đi dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở London thì với những nhận xét này của tổng thống Mỹ Donald Trump thì quả thực thì ông là một cái người mà khó có thể đoán trước được những cái phản ứng và điều đó cũng gây ra bất ngờ lớn không phải chỉ cho nhiều nước mà ngay cả Trung Quốc nơi đang đàm phán với Mỹ về hiệp định thương mại. Và Bắc Kinh vẫn khăng khăng tuyên bố sẽ tiếp tục trả đũa Mỹ nếu tình trạng này kéo dài. Tuần trước ông Trump ký một đạo luật mới ủng hộ những người biểu tình ở Hồng Kông đe dọa Trung Quốc có thể đối diện với các biện pháp trừng phạt về các vấn đề nhân quyền. Bắc Kinh cảnh báo họ có thể trả đũa. Hôm chủ nhật, trang Asson đưa tin đạo luật mới ký đã làm cho đình trệ nỗ lực đạt một thỏa thuận thương mại. Các chuyên gia thương mại và những người thân cận với tòa Bạch Ốc nói thỏa thuận có thể sẽ không được ký kết cho tới năm sau. Nhưng tại một cuộc trao đổi riêng với các phóng viên tại tòa Bạch Ốc hôm thứ hai, cố vấn tòa Bạch Ốc Kennedy con May nói rằng mọi thỏa thuận thương mại vẫn có thể đạt được và thực hiện trước cuối năm nay. thì Đây là hình ảnh của người cố vấn của tòa bạch gốc. Và với những cái thông báo như thế này thì rõ ràng rằng uh, chưa có thông tin nào rõ ràng uh, về cái việc mà ông Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có một thỏa thuận trong thời gian tới uh, mặc cho Trung Quốc uh, có những biện động thái ra vẻ rất khó chịu và uh, trừng phạt Mỹ và chính phủ Mỹ thì vẫn cho áp dụng thuế bổ sung đánh thêm vào hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ theo kế hoạch đã định vào thời gian tới với tổng trị giá là 150 tỷ đô la. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross người cũng vừa đến Việt Nam trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nêu lên khả năng đánh thêm 15% thuế quan trên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá tổng số tiền là 156 tỷ đô la. Biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 như một hạn chót tự nhiên và ông cảnh báo rằng cánh cửa cơ hội sắp đóng lại và Trung Quốc chỉ còn ít thời gian để tránh biện pháp này mà thôi. Thì như vậy với số tiền mà Mỹ đánh thuế lên 15% thêm nữa vào hàng Trung Quốc thì sẽ làm cho kinh tế Trung Quốc và những hàng hóa Trung Quốc sẽ khó xuất khẩu sang Mỹ. Và tất nhiên là qua việc đó thì các doanh nghiệp và Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt hại rất nhiều và sẽ có những chuyện như họ phải uh, cho công nhân nghỉ việc hoặc là những cái dự án và những cái uh, vấn đề tài chính cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Được hỏi liệu chính quyền Trump có sẵn sàng lật ngược áp các thuế quan đang áp lên Trung Quốc hay không. Ông Ross nói, tất cả đều phụ thuộc vào cách hành xử của Trung Quốc từ nay cho đến lúc đó. Để gần lại các bạn thấy rõ hình ảnh của ông, khá quen thuộc, trong thời gian vừa qua ông cũng có mặt ở Hà Nội và có gặp ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng như một số quan chức khác ở trong nước. và Mỹ vẫn tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn trong đàm phán thương mại với Trung Quốc. Đây là sản phẩm nông sản đậu nành của Mỹ được sản xuất và xuất khẩu vào Trung Quốc với số lượng rất lớn mỗi năm. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rõ những cánh đồng nông nghiệp của Trung Quốc của Mỹ rất lớn và từ đây sản xuất ra một lượng rất lớn ở cái nông sản và Trung Quốc là một nơi mà tiêu thụ cái số lượng sản phẩm này. Bà Coney nói với truyền thông rằng thỏa thuận giai đoạn 1 vẫn đang được soạn thảo. Bộ trưởng Thương mại Ross nói thỏa thuận này sẽ giải quyết vấn đề Bắc Kinh mua nông sản của Hoa Kỳ cũng như các cải cách về tài sản trí tuệ và cải cách cơ cấu khác, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết nào khác. Thì với những cái thông tin này của Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ thì dường như những cái biện pháp mà Mỹ và đang soạn thảo để yêu cầu Trung Quốc phải thực hiện có lẽ có những điều mà Trung Quốc rất khó chịu. Và cuối cùng thì không thể chịu được nữa, Trung Quốc bắt đầu ra đòn với Mỹ. Trung Quốc không cho tàu Mỹ thăm Hồng Kông. Đây là hình con tàu USS Blue Ridge đến Hồng Kông vào hồi tháng 4 vừa qua, để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ là hình ảnh của vị thuyền trưởng ở đây, hạm trưởng ở đây và đang nói chuyện với cả một số cái người đến thăm tàu. Trung Quốc tạm dừng các chuyến thăm quân sự của Mỹ tới Hồng Kông sau khi Washington thông qua luật ủng hộ người biểu tình đòi dân chủ tuần vừa rồi. Bắc Kinh cũng ban bố tình trạng phạt các tổ chức nhân quyền của Mỹ. Luật do tổng thống Donald Trump ký yêu cầu xem lại mỗi năm tình hình tự quyết của Hồng Kông để duy trì quy chế thương mại đặc biệt với Mỹ. Và tất nhiên với những cái quyền này thì nếu Trung Quốc mà vi phạm thì đương nhiên Mỹ có quyền có thể hạn chế về những ưu đãi của họ về mặt tài chính đối với Hồng Kông, và đương nhiên cái thị trường mà tại Hồng Kông sẽ trao đảo. Và đây là cái điều mà Trung Quốc có lẽ không muốn, vì nó sẽ đem lại bất lợi cho nền sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Và tiếp theo, Trung Quốc yêu cầu Mỹ phải biết sửa chữa lỗi lầm. Đây là hình ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Sơn Oánh. Bắc Kinh nói từ hôm mùng 2 tháng 12, Trung Quốc sẽ ngừng xem xét đơn xin thăm Hồng Kông của các tàu và máy bay quân sự Mỹ. Và họ nói thêm, chúng tôi kêu gọi Mỹ sửa lỗi lầm và ngừng can thiệp công việc nội bộ, người phát ngôn Hoa Sơn Ánh đã nói như vậy. Trung Quốc cũng lên án, đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông gọi đây là ngang nhiên nhúng tay vào công việc của Hồng Kông. Trung Quốc cũng ban bố lệnh trừng phạt tuy không nói rõ nội dung với các tổ chức nhân quyền, dân chủ và tự do quốc tế. Và nói họ chịu một phần trách nhiệm vì hỗn loạn Hồng Kông và cần bị trừng phạt bà Hoa đã nói như vậy trong buổi họp báo và Trung Quốc trừng phạt Mỹ bằng cách không cho tàu chiến của Mỹ vào Hồng Kông đây là động thái được mới được đưa ra từ Trung Quốc đây là hình ảnh chiến hạm của Mỹ USS Green Bay của Mỹ mỗi năm nhiều tàu hải quân Mỹ thăm Hồng Kông nhưng khi quan hệ song phương căng thẳng các chuyến thăm có thể bị dừng lại lần cuối một hạm tàu Mỹ đến Hồng Kông là chuyến đi của USS Blue Ray thuộc hạm đội 7 Hoa Kỳ hồi tháng 4. Bắc Kinh đã cáo buộc chính phủ nước ngoài gồm cả Mỹ là ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Hồi tháng 8, Trung Quốc từ chối cấp phép cho tàu USS Gray Bay và USS Lucky ghé thăm cảng Hồng Kông. Và để gần lại các bạn thấy những cái chiến hạm của Mỹ rất lớn và những cái tàu như thế này thì Mỹ thường vào Hồng Kông nhưng hiện nay thì Trung Quốc đã từ chối cấp phép. Và về mặt chính trị thì Trung Quốc cho đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cảnh Bình tới gặp trưởng đặc khu Hồng Kông để truyền ý chỉ từ Bắc Kinh cho bà. Đây là hình ảnh trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Trong tin liên quan trước đó, vào hôm 28 tháng 11, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tiếp đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đại sứ Hùng Ba chuyển thông điệp rằng Tổng Bí thư tập Tổ... Chủ tịch nước Tập Cảnh Bình nhấn mạnh, ngăn chặn bạo loạn, khôi phục trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất của Hồng Kông hiện nay. Trong cuộc đối chuyện, hai người cũng trao đổi về ý kiến về chính quyền đặc khu Hồng Kông tham gia cùng xây dựng một vành đai một con đường, tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Và tại thời điểm này, khi quan hệ kinh tế chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc đang vào giai đoạn đối đầu ngày càng căng thẳng, nếu Đảng và chính phủ Việt Nam biết suy nghĩ cho người dân và doanh nghiệp của mình thì hãy tận dụng cơ hội này để mở rộng sự hợp tác với Mỹ và các nước dân chủ tự do để mang lại việc làm cho người dân thông qua sản xuất, xuất khẩu nhiều hàng hóa vào Mỹ, dần thế chân Trung Quốc ở những lĩnh vực phù hợp mà Việt Nam có thể làm được. Và các đảo lớn và hải cảng của Việt Nam hãy đón nhận hải quân Hoa Kỳ. Điều đó sẽ giúp bảo vệ chủ quyền trên biển Đông của Việt Nam trước sự xâm lấn của Trung Quốc. Nhưng liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có sẵn sàng cho việc hợp tác này hay chưa? Hay vẫn cam chịu bám lấy đường lối 40 để khỏi làm mất mất lòng nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh? Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 3 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết và ấn nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo chấm để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Trung khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.